Whitmore là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch, nhưng bệnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao. Mới đây, bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông tin, nữ bệnh nhân 15 tuổi trú tại huyện Quảng Sương mắc bệnh Whitmore đã tử vong. Theo đánh giá của các bác sĩ thì bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy can, suy thận, có bệnh lý kèm theo là tiểu đường và béo phì. Tại bệnh viện Nhi Thanh Quá, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, điều trị kháng sinh, điều chỉnh đường huyết. Tuy nhiên, diễn biến bệnh nhân ngày càng nặng và đã tử vong vào chiều ngày 17 tháng 9. Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, địa phương ghi nhận trường hợp một nữ bệnh nhân mắc bệnh Whitmore. Đây là trường hợp đầu tiên mắc căn bệnh này được phát hiện trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.